Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại. Bên mình thì địa chỉ là 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video này mọi người. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 06 con số 8748. Hai số điện thoại này thì mình đều xài Zalo. Anh em muốn xem hình ảnh chi tiết máy á, thì mình cứ nhắn tin qua Zalo hoặc fanpage, nhân viên mình sẽ gửi hình ảnh cho mọi người tham khảo nha. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối, chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng một đổi một. Anh em ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước phí ship, bên mình sẽ ship core đi toàn quốc luôn, cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước tiên, thanh toán đầy đủ tiền nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để ở phần mô tả video này mọi người, anh em chỉ cần kích vào phần mô tả video này sẽ ra đầy đủ tất cả thông tin cho mọi người tham khảo dễ mua nha. Bên mình bảo hành 3 tháng nha, lỗi một đổi một trong 30 ngày đầu tiên. Anh em xem like cho xem video cho mình một đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Thì đầu tiên hôm nay mình cũng mới về được một số máy luôn, giới thiệu tất cả mọi người nha. Samsung Galaxy Z Flip 5 nha. Mình có một cây hàng chính hãng khá là đẹp luôn. Em này có một cái chấm nhẹ ngay chỗ này nè, nhưng mà mức giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 6 triệu 9 thôi. Z Flip 5 máy cực kỳ đẹp nha. RAM sẽ là 8, bộ nhớ trong là 256 GB. Unihead TikTok Unihead tăng 1 mọi người. Một con máy đẹp tầm 98 nha. Một con máy pin siêu trâu bò. Đây, pin của con này hình như là được 23.000 luôn mọi người. RAM 22.000 hay sao mọi người, 22-23.000 gì như thông số thì nhớ không rõ nha. RAM là 8, nhớ 256, có cái đèn led siêu sáng luôn. Đây, một cái máy siêu bền, có kháng nước kháng bụi, chịu được va đập cực kỳ tốt nha. Đây, cái này bên mình đang bán chỉ có 4.950.000 nha. Unihead tăng 1. iPhone 14 Plus 128 GB, hàng Việt Nam, ngoại hình thì nó có hơi trầy nhẹ nha. Bên mình đang bán chỉ có 13 triệu tư thôi, 14 Plus nhé. iPhone 13 hàng Việt Nam bảo hành tới 27 tháng 1 2025, gì mà bảo hành dài dữ vậy. Cái này vỏ nó hơi tróc sơn xíu nha, đây hơi tróc sơn xíu. Bên mình đang bán chỉ có 9 triệu 6 thôi nha. iPhone 13 bảo hành tới 2025, còn bảo hành Việt Nam nha. Đó, chỉ có 9 triệu 6 thôi. iPhone 13 mini bản hàng 128 GB, pin 87, ngoại hình còn đẹp 98 nha. Bên mình đang bán chỉ có 7 triệu 9 thôi, iPhone 13 mini. iPhone 11 hàng Việt Nam 128 GB, máy còn rất là đẹp nha, pin thì còn 78, 5 triệu 2 mọi người. Samsung Galaxy S24 Plus hàng bản hàng, xài được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. RAM sẽ là 12, bộ nhớ trong là 512 GB. Bên mình đang bán chỉ có 15 triệu mọi người. Oppo Reno 8T 5G, RAM 8 128, còn đẹp nha, đẹp keng luôn. Cái khung viền nó còn rất là đẹp mọi người. 4 triệu 6. Xiaomi 13 Lite RAM 8256, ngoại hình đẹp 98, 3 triệu 9 nha. OnePlus Nord RAM 8128, con này chip rất là mạnh, màn hình đẹp nha, 3 triệu 2. Anh em nào muốn một con máy có camera đẹp, màn hình cực kỳ đẹp, loanh quanh hơn 3 cũ thì lựa con này. Con này có cái camera khá đẹp luôn. Samsung Galaxy A12 nha, một con máy màn hình kích thước là khá là lớn nè. RAM 4, bộ nhớ trong 128 GB, pin được 5.000 nữa. Ngoại hình thì đẹp tầm 98% nha, nguyên zin. Đây, RAM 4 128 nha. Bên mình đang bán chỉ có 1.750.000 thôi. Realme C21i, con này thì RAM sẽ là 4 và nhớ trong 64 GB. Cây này bên mình đang bán chỉ có là 1.850.000. Tecno Bova 5 RAM 8128, một cây máy chuyên game nè. Pin em này thì được 6.000 luôn mọi người. Màn hình 120Hz 6.9 inch, cực kỳ mượt mà. Chip Helio G99 nha, màn hình Full HD. Đây, camera 50 chấm, máy còn rất là đẹp nha.
Bên mình đang bán cái này chỉ có 2.850.000 thôi. Techno Bova 5 chơi game giải trí đều ok nha. Oppo A78 màn hình AMOLED, RAM 8, bộ nhớ trong là 256 GB, hàng chính hãng nha. A78. Cây này thì camera chụp hình khá là đẹp, chip Snapdragon 680, màn hình tần số quét 90Hz nha. Màn hình AMOLED, pin 5000. Cây này bên mình đang bán chỉ có 4 triệu 2 thôi. Oppo A78. Unihead TikTok E nha, máy mới của con này người ta đang bán xấu cũ, bên mình thì cũng có máy mới nha. Đây là máy mới luôn nè. Bên mình đang bán thì chỉ có là ba cũ thôi mọi người, được phân nửa giá, mượt lắm luôn. Một cái máy khá là mượt nha. Có hai màn hình này, màn hình phía ngoài khá là đẹp luôn mọi người. Đây, mọi người nhìn cái màn hình phía ngoài này, mình có thể cảm ứng này, mở nhạc này, la bàn này, chụp hình cũng được luôn. Trời ơi, con máy đẹp lắm mọi người. Máy mới nha. Cây này thì được gia cố khá là kỹ này. Đây, khung viền bằng kim bằng thép này. Con này cực kỳ bền bỉ luôn nha. Unihead TikTok E, bên mình đang bán chỉ có ba cũ thôi nha, máy mới nha mọi người, máy mới 3 triệu. Anh em nào thích chơi game giải trí thì mình có cây này nữa nè. Cây này là cây Nubia Neo 2, một con máy màn hình 120Hz cực kỳ mượt mà luôn nha. Ngoài ngoại hình đẹp keng 99%. Máy chuyên game này nó có hai cái phím trigger này mọi người. Đây, lần kính hai phím trigger này cực kỳ mượt luôn nha, siêu mượt. Pin em này thì cực kỳ trâu, lên đến 6000. Con chip thì Unsoc T 820 nha. Đây, con chip rất là mạnh luôn nha. Màn hình thì Full HD, RAM là 8 GB, có thể mở rộng ra thêm 12 GB nữa, và có 256 GB bộ nhớ nha. Máy đẹp keng 99 này nè. Bên mình đang bán chỉ có 3.650.000 thôi nha. Full box nha. ZTE Nubia Neo 2 chơi game giải trí, lấy con này. Realme 10 nha. Đây, Realme 10 máy mới luôn. Con này thì màn hình cũng kích thước là 6,43 inch, tần số quét 90Hz, RAM 8, bộ nhớ trong 128, màn hình AMOLED, camera 50 chấm, sạc nhanh 33W, máy mới nha mọi người. Bên mình đang bán cây này thì chỉ có là 3 triệu thôi, 3 triệu. Z Flip 5, con này thì máy xóa cả nóc rồi, máy mới nha mọi người. Bên mình đang bán Z Flip 5 bản 58256, máy xóa cả nóc như thế này thì bên mình đang bán chỉ còn cho mọi người chỉ có 8 triệu rưỡi thôi. Oppo Reno 12F 5G nha, RAM 8 256, bảo hành từ 30 tháng 6 2025. Cây này thì bên mình bán cho mọi người chỉ có là 6 triệu nha, 6 triệu full box Reno 12F 5G. Oppo Reno 10 Roller nha, RAM 12, bộ nhớ trong là 256 GB. Đây, máy đẹp keng 99 nha mọi người. Cây này bên mình đang bán chỉ có 8 triệu rưỡi thôi nha, 8 triệu rưỡi. Redmi Bud Pro máy mới mọi người. Con này máy mới đang là 8 triệu 4. Có màn hình là 12,1 inch, 120Hz, 2,5K. Viên pin thì lên đến 10.000, chip 7S Gen 2 cực kỳ mạnh nha. Máy này là máy mới. Bên mình đang bán chỉ có là 6 triệu mọi người. Máy mới nha, chỉ khui ra chưa sử dụng luôn, Redmi Bud Pro. Tiết kiệm cho mọi người khá nhiều khi mua máy cây này. Samsung Galaxy S23 FE cũng máy mới luôn. Máy mới nha. Đây, siêu nó còn luôn mọi người, bảo hành cho mọi người 12 tháng, mới mua ra nha mọi người. Mới mua ra S23 FE. Hàng chính hãng nha, Samsung Việt Nam, bảo hành 12 tháng, RAM 8 128. Hai cái này thì bên mình đang bán chỉ có 8 triệu 650 nghìn thôi mọi người. Máy mới đập hộp ở ngoài là 11 cũ, tiết kiệm cho mọi người hơn 2 triệu rồi, 2 triệu rưỡi rồi. Realme XT nha, RAM 8 GB, màn hình AMOLED, bộ nhớ trong 128 nha. Cây này bên mình đang bán chỉ có 1 triệu 9 thôi, Realme XT.
Oppo Phoenix 3 Pro. Hàng chính hãng nha, RAM con này sẽ là 12 256, 5 triệu 2 Phoenix 3 Pro. Samsung Galaxy S20 FE. Bản hàng RAM 8 1 RAM 6 128 nha, bản hàng. Mình có bản Mỹ nha mọi người. Đây. Bản Mỹ nữa nha. Bản hàng thì bên mình đang bán chỉ có là 3 triệu 8, bản Mỹ cũng 3 triệu 8 luôn nha. Oppo Reno 11 5G, RAM 8 256, 6 triệu 3 nha. Có hai màu luôn. Đây, Reno 11 5G này có hai màu. Reno 10 5G, RAM 8 256, 5 triệu 3 thôi. Oppo K9s RAM 8 256 là 2 triệu 950 nghìn nha. Máy còn rất là đẹp mọi người. RAM 8 128 thì bên mình chỉ có 2 triệu 9 thôi, K9s nha. RAM 6 128 2 triệu 850 nghìn. Đây là một con máy phải gọi là cực kỳ ngon luôn mọi người. Vừa có chip 778 cực kỳ mạnh, màn hình 120Hz, giá lại khá là mềm nha. Xiaomi 13T RAM 8 256 6 triệu 8 nha. Galaxy S21 5G bản Mỹ RAM 8 128 5 triệu. Galaxy S22 LED bản Mỹ nha, RAM 8 256 7 triệu 9 nha. S22 LED. Cái này à, màn hình nó có hơi trầy nha. Chỉ có 7 triệu 2 thôi, RAM 8 256 S22 LED. Cây này là cây Tecno Spark 7 nha. Con này thì RAM sẽ 2 bộ nhớ trong 32, màn khá là đẹp mọi người. Có viên pin lên đến 6.000 luôn, chỉ có 1 triệu nha. Xiaomi 13 Lite RAM 8 256. Con này thì bên mình đang bán chỉ có 3 triệu 9, Mi 13 Lite, hàng chính hãng nha. Honor X9B 5G RAM 12 256, 5 triệu 6, X9B 5G nha. Xiaomi Mi 14 Ultra nha. Hôm nay bên mình bán chỉ còn làm 17 triệu 8 thôi mọi người. Mi 14 Ultra 17 triệu 8. Oppo A78 5G nha, RAM 8 256 chỉ có 2 triệu rưỡi thôi mọi người. Xiaomi Mi 13T lại có hàng trở lại nữa nè. RAM 8 256GB nha. 6 triệu 850 nghìn mọi người, Mi 13T. iPhone 13. iPhone 13 mini nha. Đây, cực kỳ gọn luôn. Con này thì 128GB bản hàng, bên mình đang bán 7 triệu 9 mọi người, 13 mini. Oppo Find N3 Flip nha, máy đẹp trang 99, bên mình đang bán 11 triệu, RAM 12 256GB. Samsung Galaxy A55 5G, RAM 8 128, con này thì màn hình kích thước là 6,6 nè, pin 5000 nè. Đây, máy cực kỳ đẹp nha. 6 triệu 950 nghìn. Xiaomi Redmi K70 Pro 9 triệu, máy đẹp 99 nha. Có sạc 120W luôn. Sạc này sạc phải gọi là siêu nhanh. Chỉ có được tầm hơn 20 phút đầy pin rồi mọi người.
Samsung Galaxy S21 Ultra bản 256GB nha. Đây, RAM 12 256, ngoại hình còn khá là đẹp mọi người. Cái này thì bên mình đang bán chỉ có là 7 triệu 7 nha, 7 triệu 7 mọi người. Samsung Galaxy S21 5G 5 triệu nha, máy còn khá đẹp mọi người, S21 5G. S22 Ultra phiên bản Mỹ nha. RAM 12 bộ nhớ trong 100 bộ nhớ trong 256 và RAM 8 bộ nhớ 256. 8128 chứ, RAM 8128 10 triệu 6, 12 256 11 triệu rưỡi nha. Mình còn thêm bản hàng đó, bản hàng một SIM nha. RAM 12 256 11 triệu. Honor 200 RAM 16GB, bộ nhớ 256GB, máy đẹp nha. 8 triệu 7. Samsung Galaxy A34 5G, máy còn đẹp, RAM 8128, 4 triệu rưỡi. Realme 12 LED nha, một con máy có màn hình AMOLED nè, chip Dimensity 7050. Khá là đẹp luôn, RAM 6128 nha, bên mình đang bán chỉ có 4 triệu thôi. Con này thì cấu hình khá là khỏe, chơi game giải trí ok mọi người. Vivo X100. Đây, một cái máy siêu đẹp luôn nha, X100 nè. RAM 16 có thể mở rộng thêm 16, bộ nhớ 256, chip Dimensity 9300. Đặc biệt là con này có tới 4 cái camera sau, camera dài nha. Chụp hình quay phim cực kỳ sắc nét và có con sạc nhanh là 120W luôn mọi người. Phun bóc như thế này nè. Bên mình đang bán 11 triệu 2 nha, Vivo X100. Xiaomi Redmi Note 11T Pro, con này chip Dimensity 8100, RAM 8128, chỉ có 3 triệu 350 nghìn thôi. Samsung Galaxy M33 5G bản hàng một SIM, RAM 6128, 3 triệu 1. Oppo Reno 12 5G, RAM 12, bộ nhớ 256, bảo hành tới tháng 6 2025, 8 triệu rưỡi. Samsung Galaxy S21 FE nha, cây này ngoài nó hơi xấu mọi người, và anh hơi xấu nha. Cây này bên mình đang bán chỉ có 3 triệu 4 thôi, hàng chính hãng, xài được 2 SIM, camera cực kỳ đẹp, RAM 6, bộ nhớ trong 128, màn hình tần số quét 120Hz nha. Google Pixel 7 Pro có một cây cực kỳ đẹp luôn nha. Bên mình đang bán chỉ có 7 triệu rưỡi thôi, Pixel 7 Pro, RAM 12 128, camera cực kỳ đẹp luôn mọi người, máy đẹp 99 nha. iPhone X 64GB quốc tế. Đây, hàng này hàng Việt Nam luôn mọi người, iPhone X hàng Việt Nam. Pin 100, pin thay mới rồi, ngoại hình đẹp 98 nha. Cái này bên mình đang bán chỉ có 3 triệu 7 thôi mọi người. Có một cái máy tính bảng này, thanh lý rẻ cho mọi người này, 6 xị mọi người. Đây là cái Mobile Tab 8.1 nha, RAM 2 bộ nhớ trong 32. Con này bộ nhớ trong có 16GB thôi mọi người, 16GB nha. 6 xị nha, 6 xị thôi, có 2 SIM, nghe gọi như điện thoại luôn. iPhone 12 pin 94 bản 256GB luôn nha. Phiên bản Mỹ 256GB, 7 triệu 6 mọi người. iPhone 13 nha, con này cũng hàng Việt Nam luôn. Pin 85, ngoại hình đẹp 98 nha, iPhone 13. Cái này bên mình đang bán chỉ có 8 triệu 9 thôi mọi người, có 8 triệu 9 thôi. Samsung Galaxy Note 20 hàng Việt Nam nha, RAM 8256, chỉ có 5 triệu 1 thôi mọi người.
M33 5G, RAM 6128, con này thì chạy chip nắp đã gần 750 5G nha. Pin con này khá là trâu, 5000, máy thì còn rất là đẹp nha. 3,1 triệu. Galaxy Note 20 Ultra, màn hình new nha, hôm nay mình mới về được vài cây á mọi người. 7 triệu 7 nha, Note 20 Ultra bản Mỹ thì sẽ xài được hai SIM, một vật lý, một eSIM, RAM 12 128, máy thì đẹp như mới không vết chày luôn. Honor 200, RAM 16 của nhớ trong là 256 GB, con này có thể mở rộng ra thêm được 16 GB nữa mọi người. Một con máy nói chung là có cái màn hình khá là đẹp luôn, cong tứ phía luôn nha. Cái này bên mình đang bán chỉ có 8 triệu 7 thôi nha. Samsung Galaxy S24 Ultra, máy thì đã chạy cả nóc rồi, RAM 12 256, máy này là máy new luôn á mọi người. Bên mình đang bán chỉ có 18 triệu rưỡi nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp này, ship core đi toàn quốc này, giao lưu trao đổi máy góp đôi khi không cần trả trước cũng được nha. Anh em nào quan tâm thì cứ tham khảo bên shop mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.